xin chào mọi người chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Lạc rừng hàng độc sơ rái bắc tây nguyên à, mời mọi người lại quay trở lại với góc va của bên vườn em ha thì à, trước mặt mọi người đây là một cái lô năm cánh trắng bạch tuyết nha mọi người bạch tuyết nè bạch tuyết bạch tuyết bạch tuyết bạch tuyết bạch tuyết đó bên đây nè bạch tuyết bạch tuyết một hàng đa số là toàn là bạch tuyết hết và mọi người biết cái gốc của nó là từ một cái cây như thế nào không đó tức là đầu năm ngoái thôi là ông anh em thì ổng mua một cái cây là rơi vào tầm cỡ 5 cm thôi. Thì tầm cỡ 5 cm, cái giá vào thời điểm đó là chỉ có 70 triệu và hiện tại là tới bây giờ là ra được nguyên một cái hàng đó và một cái hàng bên đây nha. Và bên đây còn cây nữa nè, cây mè bự nữa nè. Đó mọi người thấy kinh khủng không? Cái tốc độ làm giống làm kinh tế của thằng Nam bên trắng bạch tí này rất đã luôn và ngoài những cái cây này đã ươm giống được á thì vào cái đợt mà sốt năm trắng bạch tuyết vừa rồi á, thì vườn từ cái cây đó nhân giống ra cũng đã bán được hơn 4 tỷ rồi mọi người đó. <laughs> đó, rất là giả dạ mang đối với một cây năm trắng bạch tuyết thì à, hôm nay thì có trong vườn có một cái cây nhỏ đây thì à, em quay clip lên đây để giới thiệu cho các bác nếu mà bác nào anh chị nào muốn siêu tầm một cây về chơi hoa hoặc là làm giống hoặc là xác định làm kinh tế thì mọi người có thể là liên hệ với em nhé trước mặt mọi người đây là một cái cây năm cánh trắng bạch tuyết thì cái độ lớn thì chắc nó nó đã thắt ngọn rồi và đang hiện tại đang lên được hai mâm gốc nè cái độ lớn của nó hiện tại thì rơi vào tầm cỡ 3 cm nhé mọi người rễ khỏe rất đẹp luôn này nếu mà các bác anh chị mua thì có thể gửi ở tại vườn đến khi nào muốn lấy cũng được ha Đó. rồi đây chậu rất là đẹp luôn thì tại vườn em ở thành phố tân Tâm nhé mọi người bán nào gần thành phố tân Tâm tới lấy thì quá khỏe luôn <laughs> rồi cây nè cây cực kỳ lực đẹp luôn năm ngoái thì lúc mua làm giống cái cây đầu tiên đó, thì nó nó tầm cả 5 sen mọi người nó hơn cây này một tí thôi đợt đó mua 70 triệu còn bây giờ thì có một cái cây này nhưng mà hiện tại thì cái giá bạch tuyết giờ nó cũng đã khác xa so với cái thời điểm năm ngoái rồi bạn nào muốn kiếm một cái cây đẹp khỏe về làm giống này mà giá phải chăng thì có thể liên hệ em nha cây này giá là 140 triệu nhé mọi người 140 triệu để các bác anh chị làm giống <laughs> À, nam cánh trắng bạch tuyết là một trong số những cái mặt hoa gọi phải gọi là nó cực kỳ tiềm năng nhất hiện nay nhé mọi người rất là tiềm năng luôn hầu hết là nó là một cái cây được rất nhiều bác nhiều anh chị chúng ta mong muốn siêu tầm thứ nhất là hoa đẹp về siêu tầm về chơi hoa ha à, còn thứ hai là cái kiểu chính là cây này để về làm kinh tế bởi vì cây bạch tuyết nó làm kinh tế rất là kinh khủng luôn <laughs> gọi là một vốn mà ngàn lời mọi người <laughs> nếu mà các bác anh chị chúng ta chăm tốt thì sau một năm có thể là thu hoạch ra từ một cây có thể thu hoạch ra được rất nhiều cây nha về cái đặc điểm thân lá của cây nam canh trắng bạch tuyết thì mọi người có thể thấy rồi đây cái cây này thân lá của nó thì nói chung là thằng này nó thân lá là xanh sạch hết đầu con cái mầm con lúc mới lên thì nó hơi hơi con tí màu hả? hơi, hơi con tí màu mà đầu lá hơi con tí màu Đó. đây bên đây mấy hàng đây là bạch tuyết đấy mọi người không nhìn nó thắt ngọn khỏe rồi rồi bắt đầu mầm gốc lên rồi ít bữa nữa là cái mầm gốc nó không giống như mấy cây bên kia kìa nó cũng lên cây này hay hiện tại nhú được hai mầm gốc rồi rất đẹp rồi về lịch sử của cái cây năm trắng bạch tuyết này thì nó cũng ra đời cũng được vài năm rồi mọi người và cái cái giá cái biên độ giá của nó cũng thay đổi theo từng năm luôn có năm thì lên cao xong rồi có năm xuống rồi lại lên lại xuống lại lên lại xuống nó kiểu giống như đồ thị hình sinh nhỉ mọi người đồ thị hình sinh đó. <laughs> đó. nên là cái cây này với lại cái cái đặc điểm của nó là nhân giống nó rất là khỏe cây dễ trồng dễ chăm sóc đặc biệt là nhân giống tốt nữa làm làm cây nó cũng nhanh nên là nó cũng là được rất nhiều bác nhiều anh chị lựa chọn làm cái cây làm kinh tế chủ lực ha giống như ngoài HO rồi Hồng Yên Thủy ra thì sau khi có HO Hồng Yên Thủy Nam Trắng Phú Thọ thì bắt đầu người ta dần dần sẽ sưu tầm lên những cây tầm trung ví dụ là Hồng Minh Châu hoặc là cây bạch tuyết này ha nên là cái cây này thì các bác anh chị chúng ta có thể là uh, siêu sưu tầm Rồi bạch tuyết thì vườn em cũng làm nhiều clip về hoa cây bạch tuyết rồi mọi người cả những clip về hoa thì các bác anh chị có thể lúc lại Mọi người chỉ cần gõ năm cái trắng bạch tuyết hạt độc sơ rá thôi là nó ra rất nhiều clip em nói về bạch tuyết rồi Chắc thì nhiều bác nghe chắc cũng chán <laughs> do mà thực sự là cái cây này là nó rất là tiềm năng nha mọi người, rất tiềm năng để đầu tư Nhìn vậy thôi, mọi người nhìn vậy thôi chứ thấy có vườn ở đây nhiều chứ thật ra là đâu phải ai cũng có được bạch tuyết đâu mọi người Bởi vì cái giá trị nó rất là cao à, Các bác anh chị đi một vòng, nhiều khi cả tỉnh chỉ có vài người có thôi à, Chứ nó không phải là những cái cây phổ thông giống như là cây à, à, Giống như những cái cây HO hoặc những cây phú thọ bên đây à. Rồi <laughs> Đó thì à, đây mọi người xem mời mọi người cùng ngắm kỹ lại cây này nha Các bác anh chị nào có nhu cầu sưu tầm thì cứ liên hệ với em Năm cánh trắng bạch tuyết Giá là 140 triệu nhé mọi người Rồi cây rất khỏe đẹp luôn Đang được hai mâm gốc Sắp tới thì khả năng làm được hai cái mâm lỡ nữa ha. Thay hồ kỳ năm sau thay hồ kỳ một cây cực kỳ tiềm năng để các bác anh chị chúng ta đầu tư rồi xin chào mọi người nha Hẹn gặp lại mọi người ở các clip về các loại lan va đặc biệt tiếp theo Ở kênh Lan Rừng Hàng Độc Sơ Rái Bắc Tây Nguyên Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ạ à. Rồi mời mọi người lần nữa ngắm lại cái gian bạch tuyết ở bên nhà em nha Đây của ông anh nhé mọi người Ông anh đọc trong, giỏi chăm giỏi Đấy chưa? Cây thắt ngọn rồi bắt đầu làm mầm gốc là lên mầm gốc nè mọi người. Đó vậy thôi. Cái này nhân giống tốt nhanh bạch tuyết bạch tuyết rồi qua bên đây Ê, gấu trúc có cây gấu trúc đang chờ cây nha mọi người nhiều bác vàng gấu trúc lắm mà này đang chờ làm cây ra đây cây bạch tuyết này đã chưa mọi người đã chưa đỡ nhanh lắm một gốc đồ nè những cái mông gốc là tiền không á Đây <laughs> là cây nó thắt ngọn thì các bác chị muốn thu lợi kinh tế nhiều thì chúng ta có thể là bắt đầu chúng ta làm mông gốc ha <laughs> rồi xin chào mọi người nha hẹn gặp lại mọi người các clip và các loại lan vai tiếp theo ở kênh lan rừng hàng độc sơ rái bắc tây nguyên hôm nay là cây năm trắng bạch tuyết bác nào muốn đầu tư bắt sóng tương lai thì có thể liên hệ nha